ở trong phần layer này các anh chị chọn vào cái ảnh này nhá. Lưu ý này, chúng ta chọn vào cái phím N ở đây, chúng ta kéo lên trên, đưa nó về thanh multiply. Xin chào bạn đã trở lại với Lim Di Mạt. Trong video đầu tiên của năm 2023, video này thì Lim Jim sẽ thực hiện lại một cái video trả nợ dành cho những anh em làm chuyên về xăm hình, tattoo và thực hiện hướng dẫn thêm những cái mẹo hay của những người sử dụng iPad và ứng dụng của nó vào trong lĩnh vực xăm hình. Vậy thì ngày hôm nay sẽ là một cái video của các anh chị. Chúng ta sẽ cùng theo dõi video ngày hôm nay xem Lim Jim sẽ hướng dẫn các anh chị điều gì nhá. Mời mọi người. Rồi, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với video ngày hôm nay của chúng ta. Các anh chị có từng nghĩ rằng là với một cây iPad và một cây bút như thế này, chúng ta có thể tự do và thoải mái phác thảo những ý tưởng, thậm chí là hoàn thiện ý tưởng đó, rồi là gắn nó lên cơ thể mẫu của nhân vật của chúng ta để cho khách hàng của ta xem trước hay không? Thì những cái ứng dụng đó nó nằm gọn ở trong chiếc iPad như thế này, dành cho những anh chị xem hết video này và thực hiện theo hướng dẫn ấy, thì các anh chị ngay dịp này và chỉ duy nhất dịp này thôi sẽ được Lim Jim tặng, gửi tặng các anh chị làm về tattoo một cái bộ cọ chuyên ngành đã được Lim Jim Việt hóa và tổng hợp. Nó gồm cái bốn cọ này rất là dễ để chúng ta sử dụng. Chi tiết về bốn cọ này ngày hôm nay Lim Jim sẽ hướng dẫn cho các anh chị nha. Vậy thì nếu như các anh chị thấy rằng cái video nội dung chia sẻ này hấp dẫn thì đừng quên là like một cái, comment một cái điều gì đó để ủng hộ người chia sẻ như Lim Jim, đăng ký trở thành thành viên của Lim Jim nào các anh chị nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng đến với cái ứng dụng đầu tiên. Giả sử câu chuyện ở đây đó là khách hàng của chúng ta đã có sẵn một cái hình xăm mẫu ở đâu đó, họ đào ở trên mạng hay là họ thích cái hình đó và họ muốn chúng ta giả lập để họ nhìn thấy cái hình xăm đó xuất hiện trên một cái vùng nào đó trên cơ thể của họ cụ thể rồi. Thì cái câu chuyện này là cái câu chuyện dễ nhất, chúng ta sẽ cùng ứng dụng nó với Appropriate. Rồi, Lim Jim sẽ hướng dẫn cho các anh chị nhanh về phần này nhá. Trên giao diện của Appropriate, các anh chị ấn vào cái nút cộng ở đây. Chúng ta sẽ chọn cái lựa cái khổ giấy đó là A4 nhé. Tại sao lại lựa cái khổ giấy A4? Là bởi vì nó sau này sẽ giúp cho các anh chị in một một ở trên cái khổ giấy A4, rất là dễ để chúng ta kiểm soát về cái kích thước của cái hình xăm của chúng ta, đúng không ạ? Rồi, như vậy là cái một cái trang làm việc mới nó sẽ xuất hiện đó. Thì trường hợp là họ đã gửi cho chúng ta ảnh qua Zalo này hoặc là qua mail thì chúng ta đã download nó về cái thư viện của iPad, đúng không? Thì việc đầu tiên đó là chúng ta sẽ đưa cái hình ảnh này vào, chúng ta chọn vào cái biểu tượng cà lê ở đây, có nghĩa là actions các anh chị nhá. Chúng ta insert a photo. Đó, mỗi một lần chúng ta sẽ chèn được một ảnh. Giả sử trong trường hợp này khách hàng gửi cho chúng ta đó là cái vùng cơ thể của cô gái này đó, và cô ấy muốn xăm một cái bông hoa hồng ở trên phần đùi, đúng không? Thì chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta sẽ insert cái phần bông hoa của chúng ta vào đây nhá. Rồi, như vậy là chúng ta đã đưa cả hai cái ảnh, trong đó cái ảnh của hình xăm này chúng ta đè lên trên ảnh của phần đùi của cô gái, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào đối với xử lý cái vấn đề này? Thì chúng ta sẽ cần phải xử lý một vài những bước sau đây. Trước hết là chúng ta sẽ phải làm cho cái hình này nó nét hơn, đúng không? Cái đường nét này nó sẽ rõ ràng hơn để chúng ta áp vào phần đùi này. Bước thứ hai đó là chúng ta sẽ chuyển cái ảnh này thành đen trắng, và bước thứ ba là chúng ta loại bỏ cái nền trắng này trước khi gắn vào và phóng to thu nhỏ tùy ý của khách hàng, đúng không? Rồi, chúng ta sẽ cùng giải quyết từng bước một nhé. Đầu tiên các anh chị sẽ ấn vào cái nút đó là fit to canvas để làm cho cái hình này nó to toàn bộ cái khổ A4 của chúng ta, dễ xử lý hơn. Với những hình download ở trên mạng ấy, thì nó khó tránh khỏi cái việc đó là cái chất lượng của nó thấp này, đó nên là cái ảnh của chúng ta nhiều khi nó rất là mờ, thì chúng ta phải xử lý qua một chút. Đầu tiên chúng ta chọn vào adjustments, chúng ta kéo xuống một chút, tìm thấy cái nút đó là sharpen. Đây là cái nút làm cho cái ảnh của ta nó sẽ nét hơn. Chúng ta kéo một chút lên. Đó. Trên 20% là cái ảnh của chúng ta sẽ nét, độ nét sẽ tăng lên đáng kể nhá. Rồi tiếp theo đó là chúng ta sẽ làm cho những cái vùng màu này nó được rõ ràng hơn và nó không bị mờ đục quá. Thì chúng ta sẽ tiếp tục vào adjustments. Chúng ta chọn vào cái giá trị đó là curves. Các anh chị nào không biết về tiếng Anh thì có thể xem Lim Jim click vào đâu thì chúng ta sẽ làm theo nhá. Cái giá trị curves này rất là hay. Nó bao gồm có bốn cái giá trị màu. Đầu tiên là gamma, tức là chỉnh chung cho bốn cái màu này. Chúng ta sẽ làm tương tự như Lim Jim nhá. Phần phía bên phải chúng ta kéo lên một chút, làm cho bông hoa của ta sẽ sáng hơn. Phần phía bên trái chúng ta kéo xuống một chút, làm cho cái nét của chúng ta nó sẽ rõ ràng hơn. Các chị nhìn thấy cái đường nét nó rõ ràng hơn không? Tiếp tục chúng ta sẽ chỉnh từng màu. Ví dụ màu của hoa hồng ở đây chúng ta chọn vào red, tức là gam đỏ nhá. Làm tương tự này một chút và chúng ta quan sát nhá, quan sát cái hình của chúng ta để nó đạt được cái giá trị mà chúng ta kỳ vọng. Màu xanh cũng làm tương tự.
Rồi, khi nào cái độ nét của nó đảm bảo như thế này thì chúng ta có thể thoát lệnh bằng cách chúng ta ấn lại vào đây. Các anh chị đã nhìn thấy cái độ nét này rồi, màu của nó đã rõ ràng hơn rất là nhiều đúng không? Chúng ta không quan trọng về màu mà quan trọng về cái độ nét của cái hình này. Rồi, tiếp theo là cái bước mà chúng ta sẽ biến toàn bộ cái hình này thành đen trắng, phải không ạ? Chúng ta sẽ làm như sau. Và adjustments, chúng ta chọn cái lệnh đầu tiên đó là hue saturation and brightness. Rồi, ở trong này các anh chị không quan tâm đến giá trị chỉnh màu nữa mà chỉ quan tâm đến hai cái cột, đó là cột thứ hai và cột thứ ba. Đầu tiên chúng ta kéo cái cột thứ hai này từ 50% về 0. Lập tức cái ảnh của chúng ta sẽ biến thành đen trắng đúng không? Cái giá trị brightness này chúng ta có thể tinh chỉnh, chúng ta cho nó tối hơn hoặc sáng hơn tùy ý chúng ta nhá. Ở trong trường hợp này thì mình sẽ giảm nó xuống một chút. Rồi, như vậy là chúng ta đã biến được thành cái bức tranh này thành đen trắng. Việc còn lại của chúng ta đó là ốp nó vào phần đùi của cô gái và sau đó chúng ta sẽ bỏ cái viền trắng đi đúng không? Rất là dễ nhỉ. Chúng ta sẽ về cái nút di chuyển này, chúng ta sẽ phóng nhỏ nó vào để chúng ta nhìn thấy cái phần đùi phía dưới của cô gái đúng không? Rồi, chúng ta sẽ phóng nhỏ vào một chút nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ làm như thế nào thì không cần nhất thiết là chúng ta phải tẩy màu đâu. Trong trường hợp này Jim sẽ hướng dẫn cho các anh chị rất là nhanh. Ở trong phần layer này, các anh chị chọn vào cái ảnh này nhá. Lưu ý này, chúng ta chọn vào cái phím N đây. Có một cái nút N có chữ N nhỏ nhỏ này, chúng ta chọn vào đây nhá. Chúng ta kéo lên trên, đưa nó về thanh multiply, tức là cái lệnh multiply này. À, các anh chị hiểu đơn giản là trong phần này nó sẽ giữ lại những cái phần màu đen và nó sẽ xóa đi những cái phần màu trắng. Đó, như vậy thì chúng ta thoát lệnh ra, chúng ta sẽ được cái hình này nó đen trắng và nó xuất hiện trên vùng đùi của cô gái đúng không? Nếu như các anh chị thấy rằng nó vẫn còn một chút phần đen đen ở phía bên ngoài này, chúng ta sẽ tiếp tục cái giá trị đầu tiên chúng ta chỉnh nhá. Ở đây chúng ta tăng cái giá trị brightness này lên hoặc là giảm. Đó, các anh chị nhìn thấy chưa? Hoàn toàn cái nét màu đen nó sẽ biến mất. Đó. Thì như vậy là các anh chị đã thấy rằng là cái bông hoa hồng này đã xuất hiện trên phần đùi của cô gái này rồi, đúng không? Thì đơn giản là bây giờ chúng ta sẽ đưa cái tác phẩm này cho khách hàng xem và họ sẽ quyết định là cái độ to nhỏ của nó. Nếu như họ cảm thấy cái độ to nhỏ này chưa phù hợp hoặc là họ muốn xoay thì rất là dễ dàng, chúng ta có thể điều chỉnh theo ý của khách hàng trước khi ra một cái sản phẩm cuối cùng, và các anh chị có thể sử dụng lại cái hình này để chúng ta xong cho khách hàng đúng không? Với những cái phía bên ngoài nó lan ra như này này, chúng ta có thể sử dụng cái phần tẩy để tẩy nhá. Cái bộ cọ mà ngày hôm nay Lim Jim gửi tặng cho các anh chị nhân dịp Tết đó 2023 thì đó là cái bộ cọ gồm 4 cái cọ này. Chỉ duy nhất cái dịp này thôi nhá. Nếu các anh chị không lựa chọn và không order cái dịp này thì sẽ không được tặng nhá. Chúng ta có thể tẩy bớt đi những cái phần nó dư ra bên ngoài. Rồi. Với cái cách này thì Lim Jim hy vọng rằng rất là đơn giản để giúp cho các anh chị có thể mô phỏng lại những cái hình xăm của chúng ta trên vị trí điểm đặt trên cơ thể của nhân vật một cách trực quan nhất để khách hàng có thể lựa chọn. Và với cái cách này thì chúng ta có thể làm những cái hình rất là chuyên sâu, ví dụ như này đó, đơn giản là khách hàng gửi ảnh cho chúng ta, chúng ta có thể vẽ thêm vào hoặc thậm chí là những cái hình rất là phức tạp như thế này đó. Thì đó chính là cái công cụ đầu tiên, ứng dụng đầu tiên ngày hôm nay Lim Jim hướng dẫn cho các anh chị nha. Do chúng ta sẽ cùng trở lại với video với ứng dụng số 02. Ứng dụng số 01 là một cái thứ rất là đơn giản, bởi vì đơn giản là khách hàng của chúng ta dễ tính, khách hàng đã có hình xăm mẫu rồi, chỉ đơn giản là muốn đặt vào cái vị trí cụ thể của cơ thể thôi. Trường hợp thứ hai thì nó khó hơn, đó là khách hàng muốn ghép ảnh. Giả sử như khách hàng muốn chọn một vài cái ảnh để ghép vào nhau thành một cái ý tưởng đó, thì chúng ta làm như thế nào và có giải quyết được bằng iPad không? Thì rất là may mắn cho chúng ta đó là iPad hoàn toàn giải quyết được vấn đề này nhá. Rồi chúng ta trở lại với hình ở trên video của chúng ta. Thì đây là một cái bức hình chụp của cô gái này, và giả sử như cô gái này muốn xăm một chú sư tử nhá ở trên phần vai này đó, nhưng chú sư tử này ấy, là một cái chú sư tử được ghép bởi những thứ ví dụ như là phần đầu của sư tử này, rồi là một vài những cái bông hoa nữa để cho nó thành một cái nét nữ tính hơn cho phù hợp với nhân vật nữ của chúng ta. Vậy thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta tiếp tục làm bằng cách là chúng ta insert những cái bức tranh vào nhá. Đầu tiên đây là cái hình sư tử ở đây đó, chúng ta cũng đưa nó về là fit to canvas, các anh chị click vào đây nhá. Cái video này ấy, không phải là cái video để hướng dẫn cho các anh chị về sáng tạo, các anh chị nhớ nhá. Cái sự sáng tạo là cái sự mà Linh Dinh không hướng dẫn được, nó là cái quan điểm nghề nghiệp của từng người một, và các anh chị làm trong lĩnh vực này các anh chị có chuyên môn sâu hơn. Chính vì vậy trong video này cho phép mình sử dụng những cái hình ở trên mạng, mình không sáng tạo ra nó. Giả sử cô gái này muốn ghép rất là nhiều những cái bông hoa vào đây đó, chúng ta sẽ đưa nó ra như này, một bông hoa nữa đi, đó là cái bông hoa hồng vừa rồi đó, chúng ta xử lý này đó. Vậy thì cái đầu tiên là các anh chị đưa cho Lim Jim tất cả những cái dữ kiện của chúng ta vào bài nhá, vào bản vẽ. Bây giờ thì Lim Jim sẽ hướng dẫn các anh chị tách
những cái phần của một cái tranh tổng thể như này để chúng ta có thể ghép vào một cái tranh lớn hơn. Thì chúng ta làm như thế nào? Đầu tiên ấy, các anh chị sẽ chọn vào cái hình mà các anh chị cần tách này. Chúng ta chọn vào cái phím ở đây, nó có giống như hình chữ S này này. Đó, thì nó có tên là Lasso Tool, tức là chúng ta có thể chọn được cái vùng mà chúng ta cần tách. Các anh chị nhớ nhé. Rồi khi mà chọn này, các anh chị nhớ rằng ở phía bên dưới này chúng ta để là Freehand. Freehand giúp cho chúng ta có thể thoải mái chúng ta vẽ theo cái hình mà chúng ta cần tách. Nhớ nhé. Giả sử chúng ta muốn tách cái bông hoa hồng to như này, bự nhất này, thì chúng ta sẽ vẽ theo đường viền của cái bông hoa hồng này. Các anh chị vẽ và mỏi tay, chúng ta có thể buông tay ra rất là dễ dàng nhé. Và với cái găng tay này nó giúp cho cái đường vẽ của chúng ta nó trơn, nó mượt hơn. Các anh chị nên mua và sử dụng nhé. Rồi sau khi chúng ta vẽ xong, tức là cái điểm đầu nó trùng với cái điểm cuối đó, thì các anh chị làm như sau. Ở trên phần mềm này chúng ta lấy ba ngón tay nhé, ba ngón tay đó, chúng ta quẹt từ trên xuống dưới, chúng ta cào giống như mèo cào đó, chúng ta cào từ trên dưới. Các anh chị nhìn thấy nó sẽ xuất hiện một cái cửa sổ mới đó. Thì ở đây chúng ta ấn vào cái nút đó là duplicate hoặc cut and paste đều được nhá. Chúng ta trong trường hợp chúng ta ấn vào duplicate đó thì nó sẽ nhân đôi cái bông hoa này của chúng ta trên cái nền cũ đó. Như vậy là chúng ta đã tách thành công một cái bông hoa này rồi, đúng không? Vậy chúng ta sẽ làm tương tự với những cái bông hoa còn lại để chúng ta ghép vào cái hình của chú sư tử nhá. Các chị có thể tham khảo một vài những cái phụ kiện mà mình sử dụng trong cái video này để giúp cho cái việc vẽ của chúng ta thuận lợi hơn. Và cái kiếm mà mình đeo ngày hôm nay nó cũng là một cái kiếm rất là thông minh. Các anh chị tưởng tượng là trong cái quá trình mà chúng ta làm đó, nhiều khi chúng ta phải nhận những cái cuộc gọi và lúc đó thì chúng ta đang dở tay, rồi phải tháo găng tay ra để chúng ta nhấc máy lên, rồi chúng ta lại gián đoạn cái quá trình làm việc của chúng ta đó. Thì cái kính này, cái kiếm mà Linh Dinh đang đeo, nó giải quyết cho các anh chị vấn đề đó nhá. Cái kính này là cái kiếm bao gồm cả cái tai nghe ở trong đó. Các anh chị có thể vừa đeo và đơn giản là chúng ta chỉ ấn một nút nhỏ trên cạnh của cái kiếm đó để chúng ta có thể nhận cuộc gọi mà không gián đoạn trong quá trình chúng ta làm xăm hình cho khách nhá. Thì nó cũng rất là dễ dàng để các anh chị có thể lựa chọn nhá. Ngoài ra các anh chị có thể tham khảo cái chân đứng của cái giá đỡ iPad mà mình đang sử dụng này. Đó, đây cũng là một cái thứ rất là hữu dụng khi mà trong quá trình các anh chị vẽ này, chúng ta không bị mỏi lưng hơn, đúng không? Và cái thiết bị cuối cùng mà Linh Diêm giới thiệu cho các anh chị đó là cái vỏ cây bút này. Đó, khi mà chúng ta sử dụng với kết hợp với cái vỏ cây bút này thì nó cũng sẽ làm cho cái việc viết vẽ của mình nó được cầm nó chắc tay hơn so với cái cây bút khá là trơn của Apple Pencil sẵn nhá. Tất cả link của những cái sản phẩm mà Lim Jim giới thiệu trong video ngày hôm nay, các anh chị có thể tìm thấy ở trong phần mô tả của video. Nó kèm theo hướng dẫn, kèm theo cái cách để mua hàng và link Shopee luôn để các anh chị có thể đặt hàng và chúng ta sử dụng trong quá trình chúng ta vẽ nhá. Rất là dễ. Rồi, như vậy là chúng ta đã cắt xong những cái bông hoa, những cái hình để chúng ta chuẩn bị ghép vào cái đầu sư tử của chúng ta, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tắt cái hình gốc này đi, còn lại những cái bông hoa của chúng ta thôi. Các anh chị còn nhớ những cái lệnh trước mà Lim Dinh đã hướng dẫn cho mọi người chưa ạ? Đó là đầu tiên là chúng ta sẽ phải xử lý qua những cái bông hoa này và sau đó thì chúng ta sẽ chuyển nó thành đen trắng để ghép vào cái đầu sư tử của chúng ta, đúng không ạ? Rồi, như vậy là chúng ta đã xử lý hoàn thiện được 5 cái bông hoa này theo cái mẹo mà mình hướng dẫn cho các anh chị ở trong phần 1 đó. Bây giờ thì chúng ta sẽ ghép nó vào nhá. Chúng ta sẽ di chuyển vào những cái vị trí mong muốn. Chúng ta ghép vào đây. Nhắc lại với các anh chị là cái video này không phải cái video sáng tạo mà đơn thuần là cái video về công cụ thôi. Nhưng tin chắc rằng các anh chị sẽ có những cái giải pháp và những có những cái cách ghép ấy, dựa vào kinh nghiệm của mọi người thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, đúng không? Mình chỉ tư vấn về cái giải pháp thôi ha. Đấy, như vậy là các anh chị đã ghép được thành công một chiếc đầu sư tử này theo cái dạng đó là nó nữ tính hơn và phù hợp với hình phía bên trên. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng đúng cái nguyên tắc đầu tiên của cái phần đầu video đấy mình chia sẻ để chúng ta sẽ ghép nó vào phần cơ thể của cô gái này nhá. Đầu tiên ấy, là các chị sẽ lựa chọn tất cả những cái layer của chúng ta và chúng ta gộp nó vào. Gộp vào có nghĩa là chúng ta sẽ cho nó thành một khối đó. Các chị sẽ làm như sau nhá. Chúng ta sẽ đảm bảo những cái layer này nó nằm cạnh nhau. Trong trường hợp này con sư tử này, đó, gộp rồi đến những cái bông hoa này nhá. Các anh chị sẽ làm cho đây, dùng hai ngón tay nha. Chúng ta ôm lấy ngón tay đầu tiên vào con sư tử, ngón tay thứ hai vào cái hình bông hoa phía bên trên cùng. Chúng ta gộp nó vào thành một. Đó, rất là hay. Như vậy là tất cả cái con sư tử kèm những cái bông hoa mà chúng ta lựa chọn này nó đã chuyển thành một cái ảnh duy nhất, đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm tương tự để chúng ta ghép vào nha. Chúng ta sẽ phóng nhỏ cái hình này.
Các anh chị còn nhớ cách không? Chúng ta sẽ chuyển cái này thành multiply nha. Rồi, thấy không ạ? Và bây giờ chúng ta tùy chỉnh một chút. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thiện cái tác phẩm và có thể đưa cái tác phẩm này cho khách hàng xem và tùy chỉnh cái kích thước trước khi chúng ta sao hình nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái nhiệm vụ khó nhất trong video ngày hôm nay dành cho các anh chị đã theo dõi đến phần này. Và nhớ rằng là bây giờ thì Linh Dinh sẽ công bố cái món quà dành cho những anh chị đã theo dõi đến cái đoạn này nhé. Cái bộ brush của Linh Dinh gồm 4 cái cọ này đã được Linh Dinh đặt tên thuần Việt nhé. Đó là Inktober, cọ đánh nền này, chuyên để chúng ta đánh mảng nền, cọ vẽ viền và cọ phác thảo. Cái game của chúng ta hay là cái quà tặng này sẽ được dành tặng cho những anh chị làm chuyên về ngành tattoo. Chúng ta comment là tôi nhận quà ở phía dưới nhé. Comment là tôi nhận quà. Các anh chị nhớ rằng là dành riêng cho những anh chị đã đăng ký kênh và đã like cái video này, share cái video về tường công khai của các anh chị. Các anh chị gửi những cái thông tin đó bao gồm có nội dung mình đã like, share cái video này về tường công khai của các anh chị và cái nội dung comment. Sau đó các anh chị nhắn tin cho Linh Dinh ở trên fanpage. Fanpage của Linh Dinh các anh chị có thể tìm thấy ở trong phần mô tả của video nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ được liên hệ và nhận quà. Cái quà này sẽ được trao muộn nhất vào ngày mùng 5 Tết âm lịch năm 2023. Sau cái ngày này, Lim Jim xin phép không share cái bộ món quà này nữa nhé. Rồi, và dành cho các anh chị nào chúng ta làm chuyên sâu và muốn đầu tư một cái bộ cọ hoàn chỉnh để làm tattoo bao gồm có rất là nhiều cái cọ stamp, tức là chúng ta click vào nó sẽ ra được những cái lá cây rồi những cái hình rất là đẹp đó mà mình đã sưu tập tập hợp riêng dành cho các anh chị, thì các anh chị có thể đặt mua cái bộ cọ này của Lim Jim với giá là 150.000, rất là rẻ, chỉ bằng một vài bát phở thôi. Chúng ta sẽ nhắn tin ở trên fanpage của Lim Jim để được gửi xem mẫu cái bộ cọ này và chúng ta mua sở hữu cho mình cái bộ cọ chuyên cho ngành tattoo các anh chị nha. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục cái video của chúng ta với cái ứng dụng cuối cùng. Chúng ta sẽ tiếp tục chọn một cái hình mẫu như này, một cô gái khá là khỏe mạnh nhá. Bây giờ cái câu chuyện của chúng ta đó là sẽ khó hơn. Một đôi lúc nào đó thì khách hàng của chúng ta sẽ có những yêu cầu khá là khó, ví dụ như họ nhìn một cái hình nào đó ở đâu đó nhưng mà cái hình đó thì nó không đủ độ nét hoặc là nó không phải cái dạng để chúng ta có thể vẽ ngay thành tattoo được. Chính vì vậy thì chúng ta cần phải xử lý cái hình này thì nó sẽ là một cái câu chuyện khó hơn. Hoặc đôi lúc ấy là các anh chị cần có một cái bản sáng tác bằng bằng vẽ tranh chì ở trên giấy đó, các anh chị scan lên thì làm cách nào để chúng ta chuyển nó dưới dạng là những cái nét cọ nét của tattoo ấy, thì chúng ta sẽ ứng dụng cái cách mà ngày hôm nay Linh Dinh chỉ cho các anh chị nhá. Rồi, cái hình ngày hôm nay của chúng ta là cái hình này, giả sử như các anh chị đã scan nó lên, cái hình này thì mình đã lấy trên mạng nhé, nhắc lại là không có sáng tạo ở đây thì bắt buộc chúng ta phải vẽ lại đúng không, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ được hướng dẫn cái cách vẽ lại sao cho nó nhanh và hiệu quả nhá các anh chị nhá. Cách vẽ lại như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ bỏ tất cả những cái layer kia đi cho nó gọn, sau đó chúng ta sẽ làm một cách đó là chúng ta hạ cái opacity, tức là cái độ mờ đục của hình này xuống, các anh chị hạ nó xuống nhá. Rồi, như vậy là cái độ mờ đục nó sẽ dễ dàng hơn để các anh chị có thể vẽ lên phía bên trên này. Rồi, các anh chị cộng một cái layer mới nằm phía bên trên của cái layer này. Rồi, bây giờ là lúc mà chúng ta ứng dụng cái bộ cọ rất là tuyệt vời của Lim Jim để chúng ta vẽ nhá. Chúng ta chọn cái cọ vẽ viền. Rồi, chọn cọ vẽ viền này. Chúng ta chọn nó về màu đen. Rồi, như vậy là chúng ta đã vẽ xong của cái phần viền rồi đó. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng đánh màu, bắt đầu đi màu và đi vào những cái lông quan trọng của cái con quạ này nhá. Thì Linh Dinh sẽ hướng dẫn cho các anh chị một cái kỹ thuật để giúp cho các anh chị vẽ những cái phần tô màu nó được dễ chịu hơn nhá. Đầu tiên là ví dụ như là chúng ta cần đánh những cái cánh này, nó nổi khối lên và nó giống như là so le với nhau, thì các anh chị vẽ đó, chúng ta vẽ một cái khoảng này giữ nguyên để chúng ta được một cái hình đều như này nhá. Sau đó chúng ta kéo màu vào, chỉ việc kéo màu vào thôi. Các anh chị nhìn chưa? Cái cách này nó sẽ rất là đơn giản và tiết kiệm cái thời gian cho các anh chị. Rồi, với những cái phần tô màu chúng ta nên làm cái cách này rất là hiệu quả và ứng dụng cái app Procreate này. Nhớ rằng là nó chỉ tô màu, điền màu được vào những cái vùng kín rồi các anh chị nhá. Những cái vùng mà nó hở thì nó sẽ không điền được. Những phần nào cần chỉnh sửa hoặc là phần tẩy đấy thì chúng ta cũng có thể rất là dễ dàng để chọn vào tẩy này. Chúng ta chọn vào cái giá trị của cái cọ vẽ viền này nhá. Chúng ta chọn vào tẩy này thì cái tẩy này cũng sẽ được chọn vào cái đúng cái cọ nó luôn, thì các anh chị có thể tẩy nó đi này. Ví dụ như cái phần này chúng ta cần tẩy làm trắng nó đi này, chúng ta có thể tẩy được.
Rồi, và trên màn hình của các anh chị đây chính là cái tác phẩm của chúng ta sau khi đặt vào vị trí cơ thể mà khách hàng mong muốn xăm hình. Rồi, và video của chúng ta cũng sẽ kết thúc ở đây. Chúc cho tất cả các anh chị, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực tattoo, những lĩnh vực xăm hình, có được một năm mới 2023 thuận lợi, hanh thông, nhiều nguồn năng lượng tích cực, cũng như là hoàn thiện được, ra mắt được nhiều những cái tác phẩm đẹp dành cho khách hàng của mình. Nếu như các anh chị thấy rằng nội dung của video ngày hôm nay hữu ích, hoặc các anh chị muốn Lim Jim làm những cái clip tương tự để hướng dẫn cho các anh chị những cái kỹ thuật liên quan mà Lim Jim chưa từng biết ấy, thì các anh chị có thể nhắn tin ở trong phần comment phía bên dưới. Các anh chị like, share cái video này và trở thành thành viên của Lim Jim để nhận về nhiều hơn những cái nội dung hữu ích như vậy trong tương lai các anh chị nhé. Rồi, và bây giờ xin hẹn gặp lại các anh chị trong clip tiếp theo dành riêng cho các anh chị về lĩnh vực tattoo.